Chào mọi người. Hôm nay thì là mùng 3 Tết, thì hôm qua hai anh em mình đi xuống dưới này giao lưu. Thì có uống rượu hơi quá chén, thì anh em mình có về khuya thì đánh rơi một cái túi đây, cái túi sách của anh em mình đây. Thì cô đây thì hôm nay đi vào chơi ngoại thì cô nhặt được đây. Thì bây giờ mình đang ở dưới nhà cô để nhận lại cái túi của mình đây. Vâng. Hai anh em mình là đang cô đang xem bàn giao túi lại cho anh em mình đây. Căn cước, giấy tờ xe đấy, xem kiểm tra nhé. Không. Vâng. Đây, đúng chưa? Đúng một con chưa? Đấy, đúng như tài sản đây, có cái công tác, chẳng có gì đâu nhá. Đây là rồi. Đấy, cái cháu và cháu nhận. À, cô tên gì ấy nhỉ? Cô tên là cô Lý. Cô Lý à? Ừ, cô Lý ở Cại. Vâng, cô Lý ở xóm Cại nhặt được cái túi của hai anh em mình hôm qua đêm say rượu đánh rơi đây. Đấy, thì hai anh em mình xuống nhận túi thì rất là cảm ơn cô. Mình cũng không biết là rơi đâu, thì cô đi chơi ngoại cô nhặt được ấy, thì mình cả thằng em mình đây xuống đi lấy lại cái túi của hai anh em mình. Cảm ơn gia đình cô rất là nhiều đã nhặt và giao cái túi này đến tay bọn cháu. Thì cháu cảm ơn cô. Đấy, năm mới thì cháu chúc gia đình nhà mình dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Đấy. Cứ chung chung trên điện thoại ấy. Vâng. Lên cháu nha. Lên cháu à. Vâng. Vâng. Thì anh em mình có cô nhặt được thì năm mới thì anh em mình cũng chẳng có cái gì đâu, có tình cảm nhiều thôi, là cũng chúc mừng năm mới gia đình mình. Thì đã nhặt túi giúp các cháu. Vâng, như tình cảm thôi chú ạ. Vâng. Thì mình hai anh em mình cảm ơn gia đình nhà cô rất là nhiều đây. Vâng. Cháu chúc sức khỏe các bác các cô nhá. Vâng, vâng. Vâng, nhất trí rồi. Gia đình hạnh phúc, làm ăn phải phát tài vươn lên. Đấy, cùng nhau mạnh khỏe. Vâng, vâng, cháu mời các cô các chú. Vâng. Vâng, cháu mời chú nhá. Vâng. Nhớ nha, lúc nào cứ đi qua sống tại thì phải vào nhà cô Lý chú Lý ở đâu sẽ vào chơi nhá. Vâng. Cô là cô Lý, cô thì hôm nay đi chơi ngoại nhặt được cái túi của anh em mình đánh rơi từ hôm qua đêm khoảng hơn 10 giờ ấy, thì anh em mình mới trong xóm này về ấy, thì đánh rơi, thì rất là may cô nhặt được, thì có cho lên Facebook thì cũng toàn người nhà mình thôi. Thì hôm nay hai anh em mình xuống nhận túi, nhưng mà cô ấy uống nước xong là hai anh em cháu cũng xin phép để bữa khác đến sớm hơn thì cháu ăn cơm với gia đình. Vâng. Còn hôm nay thì cháu cũng xin phép đi đường nó hơi xa. Vâng. Đấy, cháu xin phép. Vâng. Vâng, vâng. Đấy. Thôi nhưng mà cháu xin phép gia đình là các cô các chú là cháu cũng đi lại nhà thôi, lúc khác là vâng, cháu cảm ơn gia đình nhà mình nhá. Vâng, vâng. À, vâng, vâng. Thế là cháu chào các cô, cháu đi về nhá. Lúc khác thì hẹn xuống sớm sớm thì cháu sẽ ở lại ăn với gia đình bữa cơm. Thì hôm nay vâng, cháu đi giày thôi. Vâng, vâng, cháu đi một lần thì cháu nhớ nhà cô rồi. Đấy, lúc khác thì nó sớm hơn thì chúng cháu ở lại ăn cơm gia đình, nhưng mà đường nó xa thì cháu cũng xin phép cô nhá. Đấy, cháu xin phép cô nhá. Năm mới
phải làm cái dâu rồi bố cho. Vâng vâng. Cho được cuối rồi. Vâng. Đấy các bác, đấy. Muốn là các cháu là phải đây. Cháu trả cho. Đấy. Vâng. Thế là cháu đây nó là cơ bản đó. Vâng, cháu là chúc chú chúc cô là mạnh khỏe. Tôi là bác thôi. Vâng. Bác đây. Vâng vâng, thế thì bác cháu cũng xin chúc bác vâng. Cái này thì như kiểu gặp của rơi thì trả người rơi thôi. Cái này là cô là người nhặt được thì hai anh em cháu bây giờ mới có dịp xuống nhà để là nhận lại cái túi. Thì ấy rất cảm ơn là cô. Đấy cháu xin phép rồi cô ạ. Bác ạ, cháu xin phép nhá. Cảm ơn nhá. Vâng vâng vâng. Cháu xin phép nhá. Vâng. Không rơi được. Hôm nay thì túi về đây rồi nhưng mà hôm nay thì không rơi được. Hôm qua thì uống rượu hơi nhiều nên rơi. Vâng. Phải giữ cho nó an toàn. Vâng vâng. Hôm qua như kiểu là rượu nhiều cũng nhớ đường, cả đường quay lại tìm thì không nhớ đường nào nữa rồi. Đấy cháu chào cô chú nhá. Vâng. Cháu xin phép nhá.